Một số điều lưu ý sau khi ăn trái cây cắt sẵn. Ok, đây là cái tiêu đề mà chúng ta sẽ làm một số cái điều lưu ý sau khi sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào khác. Thì mình lấy ví dụ ở đây đó là trái cây cắt sẵn. Thì những cái điều lưu ý sau khi ăn trái cây cắt sẵn đó là: điều đầu tiên, hạn chế lưu trữ trái cây cắt sẵn quá lâu, vì để càng lâu thì nó sẽ bị oxy hóa và mất đi các cái chất dinh dưỡng cần thiết. Vì vậy cho nên khi mà ăn trái cây cắt sẵn thì chúng ta không nên để bảo quản quá lâu, tối đa là 2 ngày trong tủ mát là phải dùng liền, còn không thì mình sẽ bỏ, chứ mình không thể để qua quá lâu được. Rồi điều số 2 đó là không nên ăn trái cây cắt sẵn khi mà mình không có rõ được nguồn gốc xuất xứ của cái loại trái cây đó. Nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ thì ăn trái cây nó dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc tố hoặc là những cái gì đó mà ở trong ruột của cái loại trái cây đó hầu như mình không có biết. Thì tốt nhất là hãy chọn cho mình những cái nhà cung cấp uy tín lựa chọn mình sử dụng. Các bạn có thấy có một số quốc gia, ví dụ như ở Nhật Bản đó, họ trồng rất là nhiều trái cây, nhưng khi hàng xóm qua xin thì hầu như họ không cho. Đó là vì trong cái trái cây mà họ trồng đó là cái loại đất họ không biết được là ở trong nó bị cái gì, rủi mà có vấn đề gì về sức khỏe thì họ sợ bị trách nhiệm. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao mà hầu như người Nhật người ta không có cho hàng xóm ăn trái cây. Còn ở dưới quê mình đó thì thuốc trừ sâu, phân bón rồi này nọ, nói chung là vì sợ lợi sống mà coi như là biết cho đi, cho nên là ai xin thì cứ cho thôi. Nhưng mà không có hiểu biết được, nhưng nhiều lúc ăn vô bị cái gì á thì thật sự là một cái vấn đề rất là nan giải, khó mà nói được. Lưu ý số 3 đó là ăn trái cây thì tuyệt đối không ăn trái cây bị thối. Có nhiều người á, nhiều khi là họ ăn trái cây mà để quá ngày rồi, quá hạn sử dụng 3-4-5 ngày rồi, có khi cả tuần rồi, nó chuyển màu, nó đổi màu, nó thối, nó rửa bên trong. Nhưng mà thật sự là như ba mình nhiều lúc á, ông ấy tiết kiệm thì cái trái cây mà ví dụ như có một cái loại mà nó bị dập một bên, bị thối một bên á, người già người ta có tính tiết kiệm, người ta tiếc, cho nên là họ cắt, họ dạt đi những cái phần đó và ăn cái phần bên lại. Và ví dụ một cái xoài đi, một mặt nó bị thối rửa và một mặt kia thì còn nguyên vẹn. Cái đây là một cái lý do mà mình thấy là thường xuyên nhắc ba, cái nào nhắm mà nó bị có vấn đề gì á thì tốt nhất là dục đi, mua cái mới hoặc là dùng cái trái khác, chứ không nên làm ăn cái kiểu mà tiết kiệm như vậy. Vì mua ăn tiết kiệm một trái xoài, ví dụ như một trái xoài 10.000 tiết kiệm được 5.000, 10.000 mua trái xoài, nhưng mà ăn xong coi như là rủi ro mà bị cái vấn đề gì đó thì phải tốn tiền mua thuốc, rồi tiền chăm sóc, rồi tiền đi bệnh viện, nhiều thế là tính già hóa non. Thì thậm chí giống như là mình đi nhậu cũng vậy, mình đi nhậu á mình tiết kiệm tiền xe, giống như cái việc là mình tiết kiệm tiền xe, mình lấy xe máy mình đi nhậu, nhưng khi bị công an bắt vì cái tội nồng độ cồn, đó là bị phạt mất 2-3 triệu tiền nồng độ cồn, mình đã từng bị rồi. Cho nên là mình thấy thật sự là không cần thiết phải tiết kiệm những cái vấn đề như vậy. Rồi cái điều lưu ý số 4 ở đây đó là không nên ăn những cái loại trái cây mà nó có cái vỏ dày. Tại vì sao? Ví dụ như trái dưa hấu nè, cái măng cụt nè, sầu riêng hay là dừa, thì những cái loại nó trái á, cái vỏ của nó rất là dày, cái vỏ rất là dày, và khi mình cắt thì dễ bị tuột cái dao á, thì bị đứt tay hoài à. Thì nên chú ý những cái loại trái như vậy, nó dễ bị đứt tay rồi xước da, rồi hầu như là ở những cái loại trái như vậy đó. Số 5 đó là kiểm tra các cái vật dụng khi mà mình sử dụng để cắt trái cây. Thì tốt nhất là ở bên mình, tốt nhất là thớt, dao không nên sử dụng chung đối với các cái loại cắt thịt cá, đồ mặn, vì nó dễ bị nhiễm khuẩn. Thì khi mà mình sử dụng cái đó chung với lại trái cây thì dễ gây ra những cái ngộ độc thực phẩm mà mình không hề lường trước được. Cái số 6 đó là không nên ăn trái cây ở đường phố. Nói như vậy không có nghĩa là mình không ăn, nhưng thật sự là ở trái cây đường phố nhìn rất là bắt mắt, mà khi mình đang đi trên đường mình thấy trái cây thì mình cũng ăn, mình cũng thích. Nhưng thôi, thỉnh thoảng thì mình cũng mua ủng hộ cùng ăn cho nó vui. Tuy nhiên thì ăn trái cây ở đường phố là cái lưu lượng mà xe cộ đi qua đi lại không để gì, mà trái cây mà tất cả các loại mặt hàng khác cũng vậy, đồ ăn uống khi mà đi qua đi lại thì xe cộ khói bụi rất là nhiều cái môi trường nó bị mất vệ sinh, hoặc thiếu nhiều cái môi trường thiếu vệ sinh, nó không có được an toàn cho cái thực phẩm. Cho nên là mình cũng nên hạn chế ăn những cái loại trái cây mà cắt sẵn nhưng mà lại để phơi ở ngoài đường á, rất là dễ bị đau bụng. Cái số 7 đó là chú ý tới cái lượng calo trong từng loại trái cây. Đó là mỗi loại trái cây thì nó có nhiều cái lượng calo khác nhau. Ví dụ như xoài ổi mận thì calo trong trong khoảng 100g của nó thì có khoảng từ 35 đến 50 calo thôi. Tuy nhiên thì mít này, bơ này, những cái loại mà trái cây ngọt nóng á thì cái lượng calo nó sẽ cao hơn, thì nó sẽ gây béo phì. Tuy nhiên nếu mà các bạn có ăn trái cây dầm á, trái cây tô thường xuyên kết hợp với lại thêm sữa này, siro này, thì nó sẽ tăng lượng đường lên rất là cao, dễ gây cho bạn về cái việc bị béo phì, tim mạch. Và cái số 8 nữa, cái số 8 đó là không nên ăn trái cây cắt sẵn. Mình bán trái cây nhưng mình lại khuyên không nên ăn trái cây cắt sẵn. Tại vì sao? Thật ra thì ăn trái cây cắt sẵn nó rất là tiện. Tuy nhiên thì trái cây tươi á, cái trái cây mà nguyên một trái luôn, ví dụ như trái táo đi, bạn cầm trái táo bạn cạp luôn thì nó vẫn sẽ tốt hơn là ăn trái cây cắt sẵn.
trái cây cắt sẵn thì nó chỉ nhanh, gọn, tiện lợi và phải dùng liền nha. Còn nếu mà trường hợp để lâu 2 ngày, 3 ngày thì tốt nhất là nên dùng trái cây mà nguyên trái, gọi là nó cũng là trái cây tươi với nhau, nhưng mà nó khác cái là một cái đã được cắt ra thì cái tốc độ mà oxy hóa nó sẽ nhanh hơn là cái trái là còn nguyên trái á. Thì đây là những cái lưu ý mà mình chia sẻ để các bạn có thể ăn trái cây hay là ăn bất kỳ những cái món nào khác nó khoa học hơn, nó tốt cho sức khỏe hơn. Okay.